vật sáng. Amen. Chào các em, ta lại gặp lại nhau ở bài tập số 20 về tổng định phân kỳ. Đề bài như sau: vật sáng AB. Nằm vuông góc phải trục chính. Vuông góc trục chính. Của một ống kính viễn. Có thứ tự là F bằng thứ 20 cm. À, nằm trên ống kính. Và cách kim là đoạn OH là bằng 10 cm. Hãy tìm vị trí ảnh và đặc điểm ảnh ta phải để phải chấm vẽ hình bài toán. Bài này chúng ta giải như sau: ta vẽ ra một trục và thông tin đó, vẽ một thông tin phân kỳ. Đây là kỷ niệm của tổng thể thì vẽ quang tham ô đó, vẽ tiêu điểm n chấm phẩy tâm biến đây tạo thành số mét hai ô. Còn vẽ đối xứng hoa ô thì có được f a là kỷ niệm này, f ô là 10 mét, là vẽ một ô ly. Còn tiếp theo là mình vẽ cao lên là B. Rồi, lên lượt chúng ta dừng hết nha. Từ B chúng ta vẽ đường đi qua quạt số 1 truyền thẳng, đó là mặt tiêu số 1. Tiêu số 2 đi trong sông đục chín thì nó sẽ là phân kỳ, và tất nhiên đường kéo dài nó của nó sẽ đi qua tiêu điểm. Rồi đây vậy trở lại nhé. Đây, đường kéo dài của nó sẽ đi qua tiêu điểm NF phải này này. Nó vẽ đường kéo dài bằng nét đứt. Rồi, vị trí cắt nhau giữa hai tiền này thì đây là vị trí B phẩy kéo vuông góc xuống chín, chúng ta có A phẩy. À, đây là nào? Nó vẽ bằng nét đứt. Rồi, kiểm kiểm lại hình vẽ thì chúng ta phải bằng số nha. Thì theo hình vẽ thì chúng ta có n là nhọn vật cùng nhiều vật ẩn áo, và cao thì khoảng lớn hơn 10 cm, và cách kính là chưa đến 10 cm. D xong, d phẩy bằng d nhân f thì d chưa d là 10 nhân với trừ 20 khiến cho 10 trừ của trừ 10.
kết quả là bằng 8,23. Đây là vật x này là theo chỉ kiếm đề tính được là x ảo, bởi vì đề phải là một số âm. Thứ hai là cách kín. Đoạn này là 20/3 thì nó là khoảng 6,6. Và về độ phóng đại của nó thì giúp chúng ta kết luận được là nó cùng chiếu hình chiếu vật và nó cao bao nhiêu nhé so với vật. Trừ của trừ 20/3 giờ cho d là 10, vậy dương dương là kết quả. Vậy qua giám toán này thì cảm thấy là từ bài 18, 19, 20 là các bài toán về tổng kính phân kỳ thì chúng ta luôn thấy một đặc điểm là n áp áp phải biết phải của một tổng kính phân kỳ là luôn luôn là cùng chiếu vật rồi nhọn vật và lại ảo nhé. Đây là đặc điểm chung của tất cả các loại kính phân kỳ. Và các em có thể vẽ một thêm một vài trường hợp nữa để kiểm chứng thì vấn đề này. Rồi hẹn gặp lại các em ở các bài toán ở mức độ biên độ nó phức tạp hơn.